Như ta là Đổng Cáp Ý A Trị Nhất. Trị Nhất cõi năm cánh khứ hề. Đem ơn tục trà. Trị Nhất cõi năm cánh khứ hề. Trị Nhất cõi. Trời ơi hát chị chết rồi cha. Trời ơi hát vậy chết rồi cha. Đâu có phải hát vậy. Đâu có phải hát vậy à. Tự giỡn sao hát kỳ vậy cha. Bộ giỡn sao hát kỳ vậy hả. Nè, vừa vừa phải phải thôi nha. Trong thiên hạ chỉ có nàng là sắc nước Khuynh Thành. Bớ điêu thuyền. Thiên hạ chỉ có nàng là sắc nước Khuynh Thành. Nói đi. Bớ điêu thuyền. Bớ điêu thuyền. Hãy lại ngồi đây với Cẩm. Ngồi trên bức dê hoa đây nè. Lại đây. Lại đây. Em thích uống xa xỉ. Bệ hạ mua cho em trái đi. Tưởng gì cái xa xỉ có ngay. Bơ Lý Nhu. Mua đâu vậy da? Mua cho thằng này. Ủa quên. Mua cho gì mày một cây xét xị. Hủng mạng. Ai Khanh cần gì nữa không ai Khanh? Thằng Thiếp thích ăn me quá. Hả? Mua cho Thiếp chùm me đi. Chết cha. Như vậy là bụng của em sắp bằng bụng của Hoa rồi. Lại không biết áp dụng kế hoạch hóa gia đình còn nói gì nữa. Thế thì này làm cái nãy giờ đưa đây cho dạy ra. Dạ. Bộ tàu xa xị đã về. Xin dạy ra vô cái chỗ mát dạ. Lạ. Chá chá là lạ. Tại sao xa xỉ còn có nửa trái? Muôn tâu vì nắng quá nó heo. Tiêu thuyền. Dạ. Hãy ngửa ra cho ta đổ xa xỉ vào miệng. Dạ.
Rồi sao chị kiểu gì kỳ vậy? Hả? Kiểu gì kỳ vậy? Ui dạ. Đau quá. Ui dạ. Ui dạ. Chết đành rồi. Chết đành rồi. Ui dạ. 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 Rớt cái gối. Rớt cái bụng rồi. Muôn tàu thánh thượng, thần thiếp xin lỗi. Trời. Ây da. Hả? Ây da. Bố qua đây làm gì? Không ngờ qua đây để chứng kiến cảnh tình tự tử. Không có đâu bố, bảo tàng hung dữ bố. Chịu xuống bố. Không có cái gì nữa. Bảo tàng bố, chịu xuống bố. Bố bên đây mày gan quá ha, mày dám xớt đầu của gì ha? Vô gì cài tóc giả cho gì không mấy gì giận à? Vô gài đi nó thọt đau chết đó. Này này bố, chả thì chị Lý Nhu giỏi cho Lý Nhu, tóc không lo cài mà cứ lo vuốt tóc dài của gì. Quá lắm rồi nha bố. Thành công quá xá anh ơi.